Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại series hướng dẫn MacBook dành cho người mới trên Hello Channel. Và trong tập ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chủ đề rất là quan trọng, đó chính là cách sử dụng pin một cách hiệu quả trên MacBook. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Mình chắc chắn một điều đó chính là đa phần những người sử dụng laptop thường có thói quen là sạc pin đầy 100% và sử dụng nó đến khi nào nó dưới 5% thì bắt đầu sạc trở lại. Hoặc là nhiều người sẽ có thói quen là tháo hẳn pin ra và sử dụng nguồn điện cắm trực tiếp, và quan niệm là như thế sẽ giữ được pin lâu hơn. Nhưng mà đối với MacBook thì đó là một quan niệm sai lầm. Đầu tiên, Apple thiết kế MacBook sẽ sử dụng trực tiếp nguồn điện từ sạc khi pin đầy. Chính vì điều đó mà chúng ta sẽ đảm bảo được một nguồn năng lượng để sử dụng suốt trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà chính vì vậy mà nhiều người sẽ thắc mắc với mình, đó là tại sao ta không tháo hẳn pin ra mà cắm sạc vào sử dụng trực tiếp luôn. Câu trả lời chính là khi chúng ta làm vậy, mặc dù máy sẽ vẫn sử dụng được bình thường, nhưng mà sẽ có hai vấn đề xảy ra. Đầu tiên đó chính là lắc và chậm máy. Thứ hai nằm ở thiết kế của MacBook, đó chính là pin được đặt ở sâu trong máy. Và để tiếp cận được cục pin này, chúng ta phải bắt buộc phải tháo vung phần dưới máy ra. Chính vì điều đó chúng ta có thể làm tổn thương đến phần bảo hành của máy. Vì thế Apple có đưa ra quy trình sử dụng pin cho MacBook một cách hiệu quả nhất, đó chính là chúng ta hãy cắm sạc cho MacBook ở bất cứ nơi đâu chúng ta có thể. Và khoảng 1-2 tuần như thế chúng ta sẽ bắt đầu tháo sạc ra và thực hiện cái hành động gọi là xả pin. Chính là chúng ta sẽ sử dụng pin cho đến khi cạn kiệt 0% và chúng ta sẽ cắm sạc trở lại. Nếu như các bạn tuân thủ theo quy trình này của Apple thì đầu tiên các bạn sẽ vẫn giữ được cái bảo hành của máy. Thứ hai đó chính là máy của các bạn sẽ vẫn hoạt động đủ công suất và không ảnh hưởng tới pin. Và phần tiếp theo mà muốn hướng dẫn cho các bạn đó chính là cách để kiểm tra chất lượng của pin. Thì như trong video làm quen với macOS mình có nói qua là chúng ta sẽ vào phần thông số chi tiết của máy để xem tình trạng chất lượng của pin. Tuy nhiên làm vậy thì vẫn còn rất là chung chung và có rất nhiều thông số khó hiểu. Cho nên trong video này mình sẽ giới thiệu cho bạn thêm một phần mềm, đó chính là phần mềm Coconut Battery. Thì đây là một phần mềm miễn phí, các bạn hãy download về, mình sẽ để đường link ở dưới phần description. Thì sau khi chúng ta download phần mềm này thì chúng ta sẽ mở phần mềm này lên. Thì đây chính là giao diện chính của phần mềm Coconut Battery. Ở dòng đầu tiên nó sẽ hiển thị lên các thông tin thông số của máy. Như của mình là MacBook Pro Retina 15 inch bản giữa năm 2015. Tiếp đến nó sẽ hiện lên thông số của ngày sản xuất. Chúng ta có thể bấm vào phần Mac Info để xem thông số như series, rồi số ngày chúng ta đã mua máy. Chúng ta cũng thể bấm vào phần Battery Info để xem serial của pin, cũng như là tình trạng nhiệt độ của pin và pin có bị lỗi hay là gì không. Ở dòng dưới chúng ta sẽ có dòng Current Charge, thì đây chính là dòng điện hiện tại có trong pin. Và ở dòng tiếp theo là Full Charge Capacity, thì dòng này sẽ thể hiện dung lượng pin tối đa khi sạc đầy. Và khi trong quá trình sử dụng thì cái dung lượng này sẽ bị giảm xuống. Khi chúng ta sạc đầy 100% nó sẽ không thể nào đạt tới mức độ đó nữa. Ngoài ra nó sẽ có thêm hai cái thanh phần trăm này để giúp chúng ta dễ dàng theo dõi cái tình trạng pin hơn. Thì chúng ta để ý vào cái thanh ở dưới cái phần Design Capacity này. Thì theo như khuyến cáo là nếu như cái dòng này nằm dưới 80% thì chúng ta nên thay thế pin hoặc là đi đổi một chiếc MacBook khác. Thì đây cũng là một điểm đáng lưu ý nữa, đặc biệt là khi chúng ta mua các MacBook cũ. Mặc dù khi chúng ta vào trong menu Apple và chúng ta xem thông số chi tiết, nó sẽ vẫn hiện là tình trạng pin là tốt, tuy nhiên nó chỉ còn là 81% hay 82% gì đó thì bên đó nó sẽ không thể hiện lên, cho nên chúng ta sẽ không hề biết được. Và khi chúng ta mua về sử dụng một thời gian thì tự động chất lượng pin nó đi xuống. Vì thế khi sử dụng phần mềm như thế này thì chúng ta sẽ có thể mở lên và kiểm tra được là nó đang 82% rồi, nó sắp đạt tới cái ngưỡng là phải thay thế rồi, thì chúng ta có thể lựa chọn là nên mua hay không. Và dòng dưới nữa, chúng ta sẽ có dòng Manufacture Day, đó chính là cái ngày sản xuất của cục pin này. Và Cycle Count, đó chính là số lần chúng ta sạc đầy 100%. Và dòng macOS Battery Status, nó sẽ thể hiện là Good hay Bad, hay là cần là Service, là tùy thuộc vào cái mức độ phần trăm mà mình nói ban nãy. Và dưới nữa chúng ta sẽ có nhiệt độ pin ở trong dòng Battery Temperature, thì nhiệt độ pin của mình hiện tại là 37,7 độ. Và hai dòng dưới cùng là khi chúng ta cắm sạc vào thì nó sẽ thể hiện lên là công suất hiện tại của adapter, cũng như là tình trạng là đang có được kết nối với nguồn điện chưa, thì nó sẽ thể hiện ở dưới này. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi luôn cái thiết bị iOS của các bạn bằng cách là các bạn sẽ tải phần mềm này trên ứng dụng iOS của các bạn. Thì bạn có thể đăng nhập vào và liên kết cho bạn có thể theo dõi được cả hai thiết bị cùng một lúc luôn. Thì ngoài việc cắm sạc như mình đã nói ban nãy thì các bạn có thể làm thêm một vài cách khác để bảo quản pin được tốt hơn. Đó chính là chúng ta có thể giảm độ sáng của bàn phím khi chúng ta không có nhu cầu sử dụng, hoặc là giảm độ sáng màn hình, hoặc là để màn hình vào chế độ tự điều chỉnh theo ánh sáng. Ngoài ra chúng ta có thể đưa máy vào chế độ sleep hoặc tắt hoàn toàn máy khi chúng ta không sử dụng. Hoặc là chúng ta có thể vào trong phần cài đặt và vào phần Energy Saver
thì các bạn có thể tùy chỉnh thêm một vài cài đặt để giúp cho việc sử dụng MacBook được lâu dài hơn. Thông thường pin của MacBook sẽ có tuổi thọ rất là cao, từ 4 đến 5 năm nếu như chúng ta sử dụng nó một cách khoa học và phù hợp. Thì tất nhiên sau khi sử dụng một thời gian dài như vậy thì nó sẽ có những dấu hiệu là xuống cấp, chậm dần. Thì đó cũng đã báo hiệu cho chúng ta là đến lúc chúng ta phải nâng cấp chiếc MacBook của mình rồi. Và hiện tại các bạn có thể mua MacBook ở HelloShop thông qua hai hình thức. Đầu tiên đó chính là MacBook mới và MacBook đã qua sử dụng. Thì MacBook đã qua sử dụng ở HelloShop đã được qua một quá trình kiểm tra rất là chặt chẽ, cho nên các bạn hãy yên tâm về chất lượng. Như vậy trong tập này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để kiểm tra pin cho MacBook cũng như là cái cách để sử dụng pin một cách hiệu quả và khoa học nhất. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho quá trình sử dụng MacBook của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Các bạn hãy click vào ô phía trên này để xem series hướng dẫn MacBook toàn tập, và click vào ô phía dưới này để xem video so sánh giữa Nintendo Switch Lite và Nintendo Switch bản 2019, và tất cả các video của Hello Channel tại đây.